Ngày 1 tháng 12, Thánh Mary Joseph Rosello sinh vào năm 1811, mất vào năm 1880. Thánh Mary Joseph sinh ở làng ven biển Anvisola, nước Ý, trong một gia đình công giáo đông con. Ngay từ khi còn nhỏ, Ngài đã có ý định đi tu. Nhưng dù lòng khao khát ấy mãnh liệt đến đâu đi nữa, Ngài đã bị từ chối chỉ vì quá nghèo. Không có của hồi môn, đôi vợ chồng đạo đức nhưng hiếm muộn mà Ngài giúp việc trong 7 năm, có lẽ đã có thể giúp Ngài thể hiện giấc mơ ấy. Nhưng họ không muốn làm như vậy chỉ vì quá yêu quý thánh nữ, và họ muốn nhận Ngài làm con nuôi. Nhưng Thiên Chúa quan phòng đã can thiệp qua vị giám mục địa phương, là người biết đến tài dạy giáo lý của thánh nữ, nên đã cung cấp cho Ngài và các cô dạy giáo lý một ngôi nhà để làm lớp học. Từ một khởi đầu khiêm tốn ấy đã phát triển thành một tu hội nữ tử của đấng nhân hậu vào năm 1837. Vài năm sau, nhóm phụ nữ đạo đức ấy tuyên khấn và Mary Joseph làm bề trên của tu hội ấy trong 40 năm. Ngài đặt cộng đoàn dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Từ Bi và Thánh Giuse. Câu nói thời danh của thánh nữ là đôi tay để làm việc, trái tim để dâng cho Chúa. Ngài muốn cảm nghiệm cay đắng của Ngài khi còn nhỏ sẽ không cản trở các thiếu nữ muốn dâng mình cho Chúa. Do đó, bất cứ thiếu nữ nào cũng được nhận vào cộng đoàn của Ngài mà không cần của hồi môn. Các nữ tu vào, bị đau đều cảm nhận sự chăm sóc đặc biệt của Ngài, như được bày tỏ trong lời nói sau đây. Qua sự kiên nhẫn, sự đau khổ và lời cầu nguyện của họ, toàn thể cộng đoàn này đã sống còn cho đến ngày nay, nhờ bởi họ luôn luôn tìm kiếm và đạt được những ơn sủng cho chúng ta từ Chúa nhân lành. Sir Mary Joseph từ trần vào tháng 12 năm 1880 và được phong thánh vào năm 1949.